Rồi, ok, hello anh em, chào mừng những anh em đến với lại ai à, thôi, mẹ mất nửa cái máu rồi, trâu vãi đái luôn. Ôi, nó chết luôn. Hay lắm. 300 thịt đùi. Ơ nhưng mà có hai con Allosaurus kìa, mà lên được có một cấp à. À không, nó cho mình cái skin này. Skin này cũng hay á. Nó cho mình cái đầu Raptor. Mà khoan anh em ơi, ở đây có một hai con đúng không? Hai con hay một con nhỉ? À, không có con à, con này con Allosaurus này. Ôi gì con Gamini nó chạy như thằng điên á. Con này là nhiêu đây? Ai à? Ui nó đánh đâu vậy? Mà nó có level 12 à, thôi mình bỏ đi. Bắt bắt con nào mạnh tí con kia bắt rồi chắc đánh đô đô. Thôi đi anh em ạ. Chúng ta sang núi băng. Hình như là đi vào hướng bên này này. Wow. Ủa mình nhớ bên đây là có mấy con Duty mà sao mình không gặp ta? À, ngay chỗ này luôn. Đây, chúng ta đã tìm thấy cái cửa hang rồi. Đấy, các bạn coi cái chỗ hóc hóc này này, nó là cái cửa hang á. À, con chim này mình sẽ để ngoài đi. Cái hang này chắc mình đi solo nhỉ? Ok. Đấy, cho nó ở đây á. Tôi sẽ đi vào kiểu mà khám phá rồi lấy cái artifact ra nha. Khoan để xem nào. Đấy, này cái hang này. Ủa, mua cái gì vậy? Cái hang này hơi hẹp. Ồ, đi vào trong này là lạnh nha. Ôi, sao mà chói vậy? Nó hơi chói nha anh em. Có nên cầm đuốc không? Ôi, cầm cái đuốc vào trong hang băng là chói lắm. À như này là hợp lý rồi này. Mình chỉnh gamma cho bạn. Ôi trời ơi. Ây à. Trời nó. Có mấy con nhện. Ok. Còn một con nữa. Làm gì nhau? Ủa mà cái cây đuốc đâu nhở? Vãi nồi. Từ từ anh em ơi, cây đuốc đâu rồi? À đây đây đây. Ôi giời ơi, lắm rơi quá, toàn corona ở trong này luôn. Vãi nồi. Giết. Gơ vãi đái. Thôi đi anh em ạ. Kinh dị vãi nồi à. Ôi giời ơi đông vậy. Hồi này chắc mình chết quá các bạn ơi. No. Ây à. Không đi được nhở? Ở kia. Đây rồi, thấy artifact rồi, thấy artifact rồi. Ok. Đi, sao không lấy được? Rồi, tôi chết đây anh em ơi. Ban mẹ đi chat thì toàn chat Ả Rập Xê Út. Chả hiểu nói cái gì. Tào lao. Đang cay mới không? Ôi ôi, tôi đang chết cả, tôi đang cay vãi nồi luôn.
Giờ làm gì có chim mà bay sang bên kia. Con chim này hay thật. À đây rồi. Ơ kìa, đừng có bay, đừng có bay. Vãi nổi ạ. À. Hay đấy. Ngu nè. Mình đang tìm nó lòi mắt thì cuối cùng ơ thiếu thịt. À không, con này có thịt á. Gót đi anh, không gót là không gót mà anh em qua cái khác mà coi khổ. Không gót là không gót. Chơi game đéo gì toàn gian lận thế thì chơi làm gì? Cỡ anh em tôi không gót. Chả mấy khi tôi lại có tinh thần tôi chơi sinh tồn anh em ạ. Ôi rồi xong hết đồ luôn vãi nồi he he. Ờ mình có được rồi này nhưng mà thiếu cái mũ với cái găng và cái giày. Hồi xưa mình học cấp 2 là gì? Là có đâu là một quả bóng nhựa. Bóng nhựa người ta bơm hơi người ta bán 5.000 quả ngoài quán quán bánh kẹo ấy, mình qua mình mua là lấy bóng và đá ạ. Hồi đó làm gì có bóng da và đá đâu, toàn đá nhựa. Mà cái bóng nhựa ấy 5.000 quả. Mẹ đừng có nói là mày xỉu ngay cái khu này nha. Rồi ngay chân có T-Rex luôn. Đỉnh vãi đái ạ. Mẹ. Thôi ăn cứt rồi. Rồi đi luôn, hay lắm. Level 72 mới chịu. Khó khăn vậy. Ủa hai con T-Rex ạ, đỉnh thật. Ây ơi, rồi hay lắm, đỉnh vãi đái thật. Ô không cưỡi được. Mẹ nó không cưỡi được ạ. À. Đi em ơi, đi con ơi. Vãi nồi game. Chưa bao giờ thấy ARK khó chơi như này. Ở phía trước có Raptor kìa. Bay từ từ thôi. Chưa bao giờ thấy ARK nó khó như này. Vãi đái thật. À không, một cái túi đồ nó mất tận 2 tiếng sau nó mới mất kìa. Mình còn thời gian à, còn thời gian. Tức là bây giờ mình quay lại núi băng là có thể là vẫn còn túi đồ đấy. Đỉnh. You
Đây rồi, chúng ta quay lại rồi, anh đã quay lại rồi đây. À, nhưng mà đề phòng chúng ta lại chết thì mình xin phép mình làm giường đây vậy. Khổ lắm. Đấy, làm giường rồi đã, nãy trời ẩu quá. Trời ơi là trời. Không có Flint nhỉ. Chúng ta lại vào hang một lần nữa, hy vọng lấy lại được cái túi đồ. À đây, ở chỗ này có mấy cái bụi cây này. Ôi mày ơi, mày đậu đi, đừng có bay theo. Lại follow theo. Con cứ quân tắt một cái thôi lại theo à. Ừ, cái game này nó giống như kiểu là mình sai một cái điểm nhỏ thôi là nó sẽ kéo theo cả một cái hậu quả lớn. Nó giống như vậy. Ủa sao không có cái giường ta? Có mà. Ơ kìa. À đây. Nhiều đồ quá nhìn không ra ở đâu luôn ạ. Đây rồi. Con này đậu hay thật ấy. Thôi vào thôi. Bây giờ vào gọi là để xem có được hay không. Ui giời ơi, mẹ cái hang mỗi lần vào nó kiểu có khi do mình hơi cao. Wow. Đây rồi. Ui, hình như mình nghe tiếng có gì á. Wow, từ từ anh em ơi. À, kia kia xác mình kêu. Nhưng mà từ bên này sao mà nhảy sang bên kia được? Xa quá, không được rồi, đi đường này không được rồi. Lại phải đi đường kia rồi. Ơ, bị kẹt à? Khó thật. Đi nhanh không có là gọi là lại chết bây giờ. Lại phải đi cái đường này rồi, khó thế nhở. Ơ cái gì đấy? Ủa sao nó không cho mình đi ta? Kìa. Nó bị vướng cái gì nó không cho mình đi ấy, khó chịu thật. Ôi lạc mẹ đường rồi anh em ạ. À. Rồi xong, hay lắm. Đây là chỗ nào đây? Oh my god. Đường ở đường cụ đấy sao ấy? Holy shit. Mẹ như kiểu nó như kiểu một cái mơ cung nhỉ. Nhưng mà cái con nhân vật của mình kiểu như nó hơi bị cái chiều cao nó hơi cao sao đi, nhiều đoạn nó bị vướng ấy. À không, chỗ này quen này. À đây cửa hang đây rồi. Đây là cái cửa hang. Bây giờ muốn đi vào chỗ cái xác thì phải đi vào đây, sau đó là ngoặt sang bên này. Ủa ở đây có cái hố hả? Ờ à, đúng rồi, đúng đúng. Mẹ có con rơi kìa anh em. Liều nhá. Chạy 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 chạy. Liều 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 liều. Ơ kìa, vướng cái gì đấy? Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, xác đây rồi. Từ nãy giờ đây anh em ạ, khổ. Sống rồi anh em ạ, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Vừa nãy đi như một cái mơ cung luôn thờ. À.
Thôi đi ra ngoài thôi. Thôi bỏ cây đuốc này à, nó chói quá. Thôi chặt cái xác đi cá ông, nhìn tội vãi nồi. Ủa không chặt được. À cái xác này chắc nó có anti-fact á. Ui giời ơi, một tí nữa thôi là đâm đầu xuống dưới đáy luôn á. Vãi nồi. Thôi đi ra ngoài nào, come on. Đi ra ngoài thôi, chỗ này quá là đáng sợ rồi. Thôi ra ngoài thôi. May mà nó không gì xét thú á. Sống rồi, sống rồi. Wow. Thôi đi theo, đi theo, đi theo. Thôi được rồi anh em ạ, hôm nay mình đã đi được cái hang rồi nha các bạn. Nhưng mà hơi rườm rà thật. Có lẽ là hôm nay mình sẽ dừng tại đây nha.